Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Hà Nội Computer và lại là mình Nami đây. Đây là số tàu nhanh công nghệ số thứ 17 được phát sóng vào 9:30 sáng chủ nhật hàng tuần. Và trong bản tin lần này thì mình sẽ mang tới cho các bạn rất nhiều những thông tin hot hit về công nghệ, đặc biệt là nhà Intel và AMD. Ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng đi điểm qua những cái tin chính có trong bản tin tuần này nhé. 1. 11.700K chơi song phẳng với Ryzen 7 5800X. 2. AMD tiếp tục chiếm lại thị phần CPU. 3. AMD RX 6700 được cho là sẽ ra mắt vào tháng 3 tới. 4. Các màn hình có thể sẽ tăng giá do vấn đề thuế, các linh kiện khác cũng sẽ như vậy. Trong tuần trước, khi mà chúng ta đã có kết quả của điểm số Geekbench, những chiếc 11.700K đã hơn hẳn so với lại Ryzen 9 5950X, thì tuần này điểm số Benchmark của những chiếc 11.700K tiếp tục được rò rỉ. Và trên các cái trang mạng lưu trữ online của Benchmark thì khi mà chúng ta đem điểm số được leak ra này đi so sánh trung bình với khoảng 600 chiếc 5800X thì có một cái kết quả khá thú vị. Cụ thể là ở điểm số đơn nhân, i7-11700K đạt là 3.548 điểm so với 3.509 của 5800X. Còn điểm đa nhân thì là 54.255 so với là 54.458 của đại diện đến từ nhà AMD. Và cả hai chip này thì đều có 8 x 16 luồng, mức điểm này thì có thể coi như là bằng nhau vì chênh lệch rất thấp. Và theo như các nguồn tin đáng tin cậy thì Core i7-11700K năm nay vẫn sẽ có 8 x 16 luồng và mức xung mặc định sẽ là 3.6GHz cùng với lại xung turbo boost tối đa sẽ lên tới là 5GHz. Mục đích của việc này là Intel vẫn sẽ nhắm tới phân khúc gaming khi mà số nhân thì vẫn giữ nguyên nhưng mà xung cơ bản thì đã tăng lên đáng kể. Hơn nữa là bây giờ thì việc của chúng ta là ngồi hóng chờ thêm những cái thông tin về Locate Lake S tới trong thời gian tới sẽ như thế nào. Và thông tin thứ hai trong bản tin ngày hôm nay đó chính là AMD tiếp tục lấy lại thị phần CPU. Và thông tin này thì vẫn đến từ Benchmark. Theo một cái số báo cáo thống kê thì Intel đã chiếm trọn thị phần từ những năm quý 1 năm 2014 cho tới 2017 thì AMD bắt đầu mới có những động thái đầu tiên quay trở lại. AMD quay trở lại lấy thị phần với Ryzen 1 và tiếp tục cho tới nay thì AMD đã có chiếm tới là 50,8% thị phần, nhưng mà giờ thì đã xuống là 49,8%. Nhưng mà đó thì chỉ là thông tin của mảng CPU máy bàn, còn ở laptop và server thì Intel vẫn đang độc tôn chiếm lần lượt là 83% và 98,9%. Có vẻ như là AMD ngày càng đang tự tin về kiến trúc Zen của họ. Thế nhưng mà cái gì thực ô giá của nó khi mà AMD lại không tự mình sở hữu một cái dây chuyền sản xuất hùng mạnh như là Intel. Bởi lẽ là họ thì vẫn đang phải dựa dẫm vào những cái bên sàn gia công CPU thứ ba như là TSMC. Nhưng mà những dây chuyền sản xuất 7 nanomet của TSMC tới nay thì cũng đã đến cái ngưỡng chạm nóc rồi. Bởi lẽ là các bạn có thể thấy là trên thị trường hiện nay những sản phẩm Ryzen 5000 thì đã cực kỳ khan hiếm. Và đây thì cũng không phải là câu chuyện một sớm một chiều chúng ta có thể giải quyết được. Và theo như thông lệ thì phải là tháng 1 năm nay AMD đã cho ra mắt những chiếc Ryzen 6700, nhưng mà có lẽ là theo cái tiến trình như thế này chúng ta sẽ phải đợi đến tháng 3 năm nay, tức là sẽ qua Tết âm lịch. Theo những thông tin trên mạng thì RX 6700 sẽ sử dụng GPU Navi 22, tức là khoảng phân nửa Navi 21. Đại khái là sẽ bao gồm có 2560 stream processor và 40 CU. Dự kiến Navi 21 có 12GB BGDDR6 và RAM bus là 192 bit. Lý do này thì một phần cũng do số lượng chip 7 nanomet còn có hạn. Và AMD thì muốn tập trung vào các sản phẩm sinh lời tốt hơn như là Zen 3 hay là 6800 series thay vì là 6700. Và thông tin cuối cùng trong bản tin ngày hôm nay đó là về giá của card cũng như là các linh kiện máy tính bị tăng cao. Thực ra thì mọi người có thể đồn đoán rằng là do giá Bitcoin tăng, thế nên là giá của card màn hình tăng cao, nhưng mà đấy cũng chỉ là một cái lý do nho nhỏ thôi. Nhưng mà lý do chính thì là vừa rồi thứ tư vừa qua Asus đã chính thức tăng giá card màn hình và bo mạch chủ của họ lên vì lý do tăng chi phí. Mặc dù cái động thái này thì cũng không quá rõ ràng về chi phí xảy ra ở phần nào, nhưng mà có thể cho thấy chủ yếu là do bị thuế áp đặt tăng cao. Theo như tờ New York Times, chính sách của thuế nhập khẩu Trung Quốc đã kết thúc vào năm 2020 và bắt đầu năm 2021 với mức tăng khá sốc từ 7,5 cho đến 25%. Còn theo Reddit thì mức giá tăng sẽ vào khoảng là $80, tức là gần 2 triệu đồng cho các loại chip từ GPU cho tới các linh kiện khác và không có ngoại lệ nào cả. Cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Trump thì vẫn chưa kết thúc và nó đã ảnh hưởng trực tiếp tới chúng ta. Tuần nhanh công nghệ tuần này đến đây là kết thúc rồi. Tuần sau chúng ta sẽ có những thông tin gì hot hit thì các bạn hãy chờ đón mình vào 9:30 sáng chủ nhật với tuần nhanh công nghệ số thứ 18 nhé. Còn bây giờ thì Nami xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!